Nhiệm vụ bán vé máy bay là gì? Nhiệm vụ bán vé máy bay là tập hợp các hoạt động và quy trình được thực hiện trong ngành hàng không để tư vấn, bán và quản lý vé máy bay cho khách hàng. Nhiệm vụ này đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác và dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của hành khách khi mua vé máy bay. Các hoạt động trong nghiệp vụ bán vé máy bay bao gồm: Tư vấn và cung cấp thông tin, nhân viên bán vé máy bay tư vấn khách hàng về các lựa chọn chuyến bay, lịch trình, giá vé, các quy định hành lý và yêu cầu liên quan đến hành khách. Họ cung cấp thông tin chi tiết và đáp ứng các câu hỏi của khách hàng. Đặt chỗ và bán vé, nhân viên bán vé máy bay thực hiện quá trình đặt chỗ cho khách hàng, bao gồm nhập liệu, kiểm tra tính khả dụng của chuyến bay và xác nhận thông tin hành khách. Sau đó, họ tiến hành bán vé và xử lý thanh toán. Quản lý giao dịch, họ quản lý thông tin và giao dịch mua bán vé máy bay, bao gồm lưu trữ dữ liệu về hành khách, cập nhật và điều chỉnh thông tin vé, xử lý hoàn vé hoặc thay đổi lịch trình theo yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng Nhân viên bán vé máy bay cung cấp hỗ trợ sau bán hàng, giải đáp các thắc mắc, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến vé máy bay, bao gồm việc thay đổi lịch trình, điều chỉnh thông tin hành khách hoặc xử lý khiếu nại. Cập nhật thông tin và quy định, họ theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về lịch trình chuyến bay, giá cả, quy định hàng không và các chính sách từ các hãng hàng không và các cơ quan quản lý hàng không. Nhiệm vụ bán vé máy bay yêu cầu kiến thức về hệ thống đặt chỗ và bán vé, quy định hàng không, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với công nghệ điều này đảm bảo rằng khách hàng nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái khi mua vé máy bay quản lý thông tin khách hàng nhân viên bán vé máy bay quản lý và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng họ tạo và duy trì hồ sơ khách hàng ghi lại lịch sử giao dịch lựa chọn và sở thích của khách hàng điều này giúp cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và tăng cường mối quan hệ với khách hàng giải quyết tranh chấp và khiếu nại trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé máy bay nhân viên bán vé máy bay phải xử lý một cách công bằng và chuyên nghiệp Họ làm việc với khách hàng và các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp hợp lý và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Cập nhật về chính sách và ưu đãi, nhân viên bán vé máy bay liên tục cập nhật về các chính sách và ưu đãi mới từ các hãng hàng không như vé giảm giá, gói dịch vụ bổ sung hoặc chương trình thưởng. Điều này giúp họ cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất và tận dụng các cơ hội tiết kiệm và tiện ích. Đào tạo và nâng cao kỹ năng, để nắm vững nghiệp vụ bán vé máy bay, nhân viên cần tham gia vào quá trình đào tạo và nâng cao kỹ năng liên quan. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật về quy định hàng không, hệ thống đặt chỗ và bán vé, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Nhân viên cần tiếp tục học hỏi và cập nhật để đáp ứng được sự phát triển và thay đổi trong ngành công nghiệp hàng không. Đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhân viên bán vé máy bay cần tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng được đề ra bởi hãng hàng không hoặc công ty mà họ làm việc. Họ đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng, tạo sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng và tạo điều kiện để duy trì mối quan hệ lâu dài tóm lại nghiệp vụ bán vé máy bay là quy trình phức tạp và đa dạng liên quan đến việc tư vấn bán và quản lý vé máy bay cho khách hàng nhân viên bán vé máy bay cần có kiến thức chuyên môn kỹ năng giao tiếp khả năng quản lý thông tin và tư vấn tận tâm để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng trong ngành công nghiệp hàng không